Hello guys, it's me, I'm Thanh from Amanglish and welcome back to this video. And today I want to show you all of the ways for you to respond "thank yous" in English. Xin chào mọi người, mình là Miss Thanh đến từ Amanglish và hôm nay Thanh quay trở lại với video clip này để hướng dẫn cho mọi người cách thức chấp nhận lời cảm ơn trong tiếng Anh sẽ như thế nào. Rất nhiều học viên của Thanh đã hỏi Thanh rằng, cô ơi, khi mà người ta nói là khi mà người em giúp đỡ người ta một cái gì đó và người ta bảo là Thank you. Cảm ơn. Và lúc đó mình sẽ không biết trả lời như thế nào cả. Và hôm nay uh, Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn 11 cách để giúp các bạn có thể trả lời, chấp nhận cái câu cảm ơn của người khác một cách tự nhiên và lịch sự nhất. Trong giao tiếp nhé. Ok. Are you ready? Let's check it out. OK, vậy thì đầu tiên Thanh muốn giới thiệu cho các bạn ba cái cách trả lời uh, chấp nhận lời cảm ơn trong tiếng Anh sẽ như thế nào nhé. Những cái cách này mình sẽ ưu tiên dùng trong các trường hợp giao tiếp. Cách thứ nhất là gì ạ? OK, khi mà mình nói là thank you, cảm ơn đúng không? You're welcome, you're welcome. OK, good job. Tiếp theo là mình có từ no problem, no problem, no problem là gì ta? OK, trong trong tiếng Việt mình cũng hiểu đúng không ạ? Tức là không có vấn đề gì cả, không có vấn đề gì đâu ví dụ là uh, ai đó hôm nay mình đã giúp đỡ một ai đó và mình sẽ cảm ơn người ta là thank you for the help today thank you for the help today cảm ơn vì sự giúp đỡ ngày hôm nay thank you for the help today và người ta trả lời sao ta no problem no problem không sao cả không sao đâu no problem yes next tiếp theo mình sẽ có từ it's my pleasure it's my pleasure cái từ này mình lưu ý cho thanh nhá mình đọc là pleasure pleasure. Repeat after me. Pleasure. Pleasure. Good job. Cái âm này nè. Pleasure. Okay, it's my pleasure. Or you can say my pleasure. My pleasure. Hoặc là cái Okay. My pleasure. My pleasure. Cũng được nhá. Đây là dịch ra có nghĩa là gì nhỉ? It's my pleasure. Có nghĩa là okay, đây là niềm vinh hạnh của tôi. Rất vui được giúp đỡ bạn. Kiểu như vậy. Yes. Ví dụ nhá Thanks for babysitting the kids last night Thanks for babysitting the kids last night Tức là cảm ơn vì đã trông những cái đứa trẻ của tôi ngày hôm qua đúng không? Thanks for babysitting the kids last night Và mình và người ta sẽ trả lời là It's my pleasure It's my pleasure My pleasure My pleasure, my pleasure. Ok, rất vui à, Đây là niềm hình, hình hạnh của tôi, rất vui được giúp đỡ bạn okay, It's my pleasure Phần tiếp theo mình sẽ có khoảng 3 câu tiếp theo Ok, That's alright, right. That's alright right. Example. Thank you for picking me up from the airport. Thank you for picking me up from the airport. Mình có cụm từ là pick me up. Okay. Pick me up là gì nhỉ? Pick somebody up. Tức là đón ai đúng không ạ? Okay. Pick me up from the airport. Cảm ơn vì đã đón tôi từ sân bay trở về. Okay. Thank you for picking me up from the airport. Rồi, và cái người đó trả lời là That's alright right That's not right Ok, không vấn đề gì đâu That's not right That's all right Good job Next No worries No worries No worries là gì ạ? Đừng có lo lắng gì cả No worries No worries Mọi người lưu ý cho Thanh cái âm AS ở đây mình phát âm là Z Z cho Thanh nhá No worries No worries Example. Thanks so much for lending me the book. Thanks so much for lending me the book. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi mượn sách, đúng ạ? Thanks so much for lending me the book. Mình có cụm từ là lend, ok? Lend somebody something. Tức là cho ai đó mượn cái gì đó. Lend somebody something. Thanks so much for lending me the book. Cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn quyển sách Và mình trả lời là No worries Không có nên gì đâu, đừng có lo lắng No worries No worries Great Tiếp theo Don't mention it Don't mention it Ok Don't mention it Lưu ý nối âm cho thanh nhá mention, mention it Mention it Don't mention it Có nghĩa là Đừng có đề cập đến nó làm gì cả khi mà mình làm cho ai đó một cái việc gì mà kiểu hơi to tát một tí, hơi lớn lớn một tí và người ta bảo thank you so much for something, cảm ơn rất nhiều vì vì cái gì đó thì mình bảo ok, don't mention it, don't mention it. Cái là, đó là cái chuyện nhỏ đối với tôi mà không sao đâu. Don't mention it. Yes, don't mention it. Example, ví dụ nhá, khi mà mình ở khách sạn đúng không? Mình có đặt phòng khách sạn và bữa sáng người ta sẽ đưa đến bữa sáng ở phòng khách sạn cho mình và à, mình sẽ nói là Thank you so much for bringing me the dessert. Cảm ơn rất nhiều vì đã mang bữa sáng đến cho tôi. Tôi rất là thực sự rất là cảm ơn. Ok. Và cái bạn nhân viên bảo là Oh, don't mention it. Oh, không sao đâu. Don't mention it. Đừng có đề cập đến nó làm gì. Đấy là chuyện nhỏ mà. Oh, don't mention it. Ok. Next. Tiếp theo là mình sẽ có một cụm từ là It was the least I could do. It's was the least I could do. Cái câu này có nghĩa là đó là cái điều tối thiểu nhất mà tôi có thể làm được. Cái câu này thì mình phải sử dụng trong từng hoàn cảnh ngữ cảnh khác nhau chứ không được dùng ở trong nhiều hoàn cảnh đúng không? Ví dụ nhá, thầy lấy ví dụ example. Thanks for visiting me in hospital. Thanks for visiting me in hospital. Mình đến thăm ốm đúng không? Thì cái người bệnh sẽ cảm ơn mình là ok cảm ơn vì đã đến thăm tôi. Ok, ở bệnh viện. Cảm ơn vì đã đến thăm tôi. Thì mình trả lời là Oh, it was the least I could do. I'm sorry, it was the least I could do. Tôi xin lỗi, đấy là cái điều tối thiểu nhất mà tôi có thể làm cho bạn bây giờ. Yes, it was the least I could do. Mọi người lưu ý cho thành cái từ uh, least. E a là dấu hiệu của âm i dài nhá mọi người. Thế nên mọi người sẽ đọc là least. I căng. I. I. Và đọc là least. Least. Great. Okay. It was the least I could do. Next. Anytime. Anytime, anytime bình thường mình dịch là, ok bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào, đúng không ạ? Okay. Thanks for babysitting the kids last night. Quay trở lại với cái ví dụ trước đúng không ạ? Cảm ơn vì đã trông những đứa trẻ của tôi. Nếu mà trong trường hợp này mình nói là, Oh anytime, anytime, thì tức là, ok, lúc nào cũng được. Tôi rất vui vẻ khi giúp đỡ bạn là trông những cái đứa trẻ của bạn. Cho nên lúc nào mà bạn muốn nhớ ấy, hãy cứ mang đến cho tôi cho. OK, trường hợp này rất nguy hiểm nhé mọi người. Nếu mà cho nên là tùy trường hợp mình mới dùng anytime. Đối với những người mình đã quen lâu rồi, đối với những trường hợp mà mình thực sự là OK, rất là sẵn lòng muốn giúp đỡ, thì mình mới dùng câu là anytime. Yes. Next, happy to help. Happy to help. Tưởng tượng nhá, khi mà bạn của mình chuyển nhà, mình sang giúp đỡ nó đúng không? Và nó sẽ nói là sau khi giúp đỡ xong, nó là thank you for helping me today. Thank you for helping me today. Cảm ơn vì đã giúp tao ngày hôm nay. Thank you for helping me today. Và bạn nói là Happy to help. I am happy to help cũng được nhá. Right. Cái này là happy to help là trường hợp ngắn gọn của nó thôi hầu như you can say I'm happy to help. Okay. Happy to help. I'm very happy to help. Tôi rất vui khi được giúp đỡ mày. Tao rất là vui khi giúp đỡ mày. Tôi rất là vui khi được giúp đỡ, đỡ, đỡ bạn. Okay. Next Not at all Not at all Mọi người lưu ý cho Thanh nè Not at all Right Not at all Review after me Not at all Not at all Not at all Ok Not at all là gì ta Có làm um, Không sao cả Đó là không phải là tất cả Đúng không Not at all Nó không phải là tất cả đâu Thế nên là Không có vấn đề gì đâu Yes Example Thanks so much for dinner last night. Thanks so much for dinner last night. Ok, cảm ơn rất nhiều về bữa tối ngày hôm qua. Ok, cảm ơn rất nhiều vì bữa tối ngày hôm qua. You can say Not at all. Không sao đâu. Nhỏ mà, cái chuyện nhỏ ấy mà. Not at all. Not at all. Great. Last one. It was nothing. It was nothing. Thank you for picking my kids up from school. Thế là gì ạ? Khi mà mình bận mình không đón con đúng không? Uh, và có mình nhờ cái người nào đón hộ thì mình sẽ nói là cảm ơn vì đã đã, đã đã đón hộ con tao, ok cảm ơn vì đã đón hộ con tao và khi đó thì người ta sẽ trả lời là it's worth nothing, it's worth nothing tức là gì nó không có đáng phải nói đâu nó không nó không nó không có đáng phải nói đâu nó chả là gì cả it's worth nothing bởi vì sao bởi vì ok ta đến đón con đúng không thì ta cũng đón con của tao nữa cho nên là một công đôi việc cho nên là is nothing. Tức là những cái công việc gì mà mình không phải bỏ quá nhiều áp bỏ, bỏ quá nhiều nỗ lực vào nó thì mình is nothing. Không sao đâu. Uh, ta làm được mà. Cái đấy là ta nhân tiện thì ta đón hộ mày thôi. Okay. Okay, that's it for today. I hope that you enjoyed and you learned something from my videos. Thanh hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này và mọi người có thể học được một cái điều gì đó qua video clip của Thanh Tuy nhiên, đây không phải là tất cả mọi cách để mình có thể chấp nhận cái lời trả lời của người khác đúng không ạ tùy vào trường hợp thôi và nhưng mà thanh tổng hợp những cái cái cách này là cách thông dụng và được nhiều người sử dụng nhất và dễ sử dụng nhất và các bạn có thể áp dụng ngay trực tiếp trong quá trình mà mình giao tiếp hàng ngày luôn được chưa ok Okay, yeah, that's it for today thank you for watching my video goodbye see you